Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo chuỗi cung ứng không bị đứt gãy, Hà Nội đã bố trí 5 địa điểm tập kết trung chuyển hàng hóa vào nội thành và có phương án phân luồng giao thông cụ thể. Theo đó, để triển khai 5 địa điểm làm nơi tập kết trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh thành phố về thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải xây dựng phương án phân luồng tổ chức giao thông cụ thể tại địa điểm khu công nghiệp phụ trợ Nam Hà Nội, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, các phương tiện từ các tỉnh phía Nam hướng Hà Nam vào Hà Nội tập kết hàng hóa tại vị trí trên các phương tiện đi vào ra hướng từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đến nút giao Đại Xuyên, rẽ nhánh ra quốc lộ 1A để vào điểm tập kết tại km 211 500 quốc lộ 1A. Hướng từ quốc lộ 1A đi vào Hà Nội, các phương tiện ra quốc lộ 1A tại nút giao vực vòng Đồng Văn đến km 211 500 rẽ phải vào điểm tập kết. Tại khu tái định cư xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, các phương tiện từ các tỉnh phía Bắc hướng Thái Nguyên đi vào Hà Nội theo quốc lộ 3 tập kết hàng hóa tại vị trí trên. Phân luồng cho các phương tiện đi vào ra điểm tập kết tại ngã tư Quốc lộ 3 với tỉnh lộ 131 đi vào tuyến đường 01 khu công nghiệp Nội Bài tại ô đất chống xã Dương Xá huyện Gia Lâm, các phương tiện từ các tỉnh phía Đông Bắc hướng Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh theo hướng cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, Quốc lộ 5 tập kết hàng hóa tại vị trí trên phân luồng cho các phương tiện đi vào ra điểm tập kết tại ngã ba đường Nguyễn Bình Kiên Thành rẽ vào tại bến xe Yên Nghĩa phường Yên Nghĩa quận Hà Đông các phương tiện từ các tỉnh tây bắc hướng Hòa Bình đi quốc lộ 6 tập kết hàng hóa tại vị trí trên phân luồng cho các phương tiện đi vào ra điểm tập kết tại km 15 400 quốc lộ 6 tại trung tâm xúc tiến thương mại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 489 đường Hoàng Quốc Việt quận cầu giấy các phương tiện từ các tỉnh phía bắc hướng Vĩnh Phúc đi Hà Nội theo quốc lộ 32, nút giao Mai Dịch Phạm Văn Đồng hoặc theo quốc lộ 2 Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long Phạm Văn Đồng, tập kết hàng hóa tại vị trí trên, phân luồng cho các phương tiện vào ra điểm tập kết tại số 489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy phó giám đốc sở giao thông vận tải hà nội ông đào việt long lưu ý trường hợp một trong các phương tiện vận chuyển hàng hóa không đủ đáp ứng nhu cầu các phương tiện vận chuyển từ các hướng còn lại lưu thông theo trục đường cầu thanh trì đường vành đai ba cầu thăng long võ văn kiệt để cung cấp cho các điểm còn lại đảm bảo nguồn cung hàng hóa và lưu thông được thuận lợi thông suốt Thời gian thực hiện phân luồng bắt đầu từ ngày Sở Công Thương Hà Nội có văn bản gửi các đơn vị quản lý kinh doanh khai thác chợ đầu mối, đơn vị chủ quản của 5 địa điểm tập kết trung chuyển hàng hóa, thời gian kết thúc theo đề xuất của Sở Công Thương Hà Nội.